Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của cô bé Xí Soạn. Hôm nay Xí Soạn xin chia sẻ với cả nhà món sườn non nấu nui. Đây cả nhà ơi, Xí Soạn vừa mới nấu xong đây và nhân tiện đây Xí Soạn sẽ chia sẻ cái cách mà Xí Soạn nấu cái nồi nui này sao cho cái nước súp của nó thật là thơm và nước lèo của nó thật là trong luôn đó cả nhà. Giờ thì Xí Soạn mời tất cả mọi người cùng vào bếp và thực hiện món ăn này với Xí Soạn nha. Và xem coi cách nấu của Xí Soạn có giống với cách nấu của mọi người thường dùng hay không. Và hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong nấu nướng nha cả nhà. Đây là cái số sườn non. Sườn non Xí Soạn mua, Xí Soạn sử dụng 4 thanh sườn này thôi. Và Xí Soạn đã rửa muối, rửa giấm nè, cho nó khỏi bị hôi đó. Rồi và ở đây nó có một cái cục thịt đùi. Mình tính sườn này thì mình sẽ nấu nước dùng để mình ăn hủ tiếu hoặc là nui. Thì cách nấu hủ tiếu hay là nui thì nó có một cách thôi, cho nên mình sẽ hầm xương trước. À, bên cạnh đó Xí Soạn sẽ luộc cái cục thịt đùi này. Bởi vì có hẹn với một cái bà khách ra mà cho Xí Soạn trứng vịt á, bà đó rất là thích ăn ăn mà thịt luộc của Minh Tráng. Hôm bữa bà ăn ké của mình cái bà khoái quá, cho nên hôm nay mình sẽ luộc và mình sẽ làm cho bà vài cuốn. Ở đây Xí Soạn chuẩn bị một cái nồi nước để nấu sôi ha. Thì trước hết thì mình sẽ cho vào đây nửa củ hành tím, mình chẻ đôi mình thả vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, cho thêm vào đây 2 lát gừng cho cái mùi nước của cái nồi này nó sẽ thơm nha, khi luộc thịt nha mọi người. Nồi nước của mình nó đã sôi rồi nè, bây giờ Xí Soạn sẽ thả thịt vào. Xí Soạn thả cái cục thịt đùi nè đó, sau đó thì xương à, sườn sườn non đó mọi người, thả hết vào. Đây mình sẽ luộc cái cục thịt to bự này để mình lấy nước ngọt luôn. Còn sườn thì mình hầm để cho nó ra nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ để đây và mình sẽ để lửa lớn cho nước nó sôi lên. Sau đó thì mình lâu lâu mình thấy bọt á thì mình hớt bọt nha. Khi mà luộc á thì cả nhà chú ý nè, cái cục thịt này đừng để cho nó nổi lên trên. Nó nổi lên trên là nó sẽ bị đen đó, mình sẽ dịch chuyển để cho cái phần dưới này nó trống để đủ nó có thể ngập ngập cái cục thịt. Chứ nó nổi lên trên là nó sẽ đen, đen cái cục thịt thì nó nhìn nó không có ngon, không có hấp dẫn nha mọi người. Bây giờ là nước nó chuẩn bị sôi lại đó. Khi mà nước nó chuẩn bị sôi lại thì đồng thời cái số bọt này nó cũng sẽ cả nổi lên đó mọi người. Khi mà bọt nó nổi lên á, thì nước nó cũng đồng thời nó cũng sẽ sôi. Thì lúc này cả nhà chú ý là chúng ta sẽ mở nhỏ lửa lại. Tại vì mình muốn làm cho nước dùng của mình nó được trong á. Mà nếu như mà mình mở lửa lớn quá thì cái bọt nó sẽ bị nhào và nó sẽ làm đục cái nước dùng của mình. Cho nên mình sẽ mở nhỏ lửa và mình sẽ hết bọt này ra nha mọi người. Nồi nước dùng của mình đã hớt bọt gần xong rồi đó. Mình để nhỏ lửa riu riu thôi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nấu. Mình hầm khoảng 5 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp. Và mình tắt hẳn luôn để cái... Đây là cách để mình nấu tiết kiệm điện á nha mọi người. Mình sẽ tắt bếp, sau đó mình để cho cái nước dùng này nó nguội tự nhiên. Và mình sẽ nấu lại. Thì cái hơi nóng á, lúc mà mình tắt bếp thì cái hơi nóng á, nó vẫn còn và nó sẽ làm cho thịt nó mềm nhờ cái hơi nóng của nước đó. Cho nên là đó là cách để mà mình Xí Soạn hay nấu để tiết kiệm điện đó mọi người.
Và đương nhiên là cách nấu này thì phải có nhiều thời gian. Thí dụ như mình nấu trước buổi sáng rồi tới buổi chiều mới ăn đó, hoặc là nấu buổi tối rồi sáng mai mới ăn, thì mình sẽ nấu theo kiểu này. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ nếu mà mình nấu buổi tối nè, thì mình sẽ để đây và sáng mai mình để cho nó tắt bếp, để cho nó nguội tự nhiên vậy đó, rồi sáng mai mình nấu lại là thịt nó rất là nhanh mềm nha mọi người. Đây là cái nồi nước súp mà sĩ soạn đã nấu nè, và trong sĩ soạn nấu theo cái cách là nấu nửa chừng đó, rồi sĩ soạn sẽ dừng lại và để cho nó tự cái hơi nóng nó tự chín đó. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đây mình xâm vào cục thịt nè, mình thấy nước máu nó không có đổ ra nữa và mình xâm nó mềm. Mà mình xâm nó mềm là được rồi. Và cái thịt này thì để lát nữa mình cuốn bánh tráng nên mình nấu như vậy là vừa, mình không có để quá mềm. Cái miếng thịt này nó rất là ngon nha cả nhà, nó có gân nè, ngon lắm. Nó sẽ dai dai và rất là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ ra dĩa và mình sẽ chuẩn bị đi cắt sắc mỏng nha. Còn đây là trong này còn cái sườn non đó. Mình nghĩ là mình nấu lại là vừa ăn, thì thực ra bây giờ nó cũng mềm luôn rồi đó. Mình xâm về là mình thấy nó mềm rồi nè. Giờ mình chỉ nấu nóng lại thôi, mình bỏ rau củ vô là xong thôi. Ở trong thời gian chờ đợi thì mình đang luộc hủ tiếu. Mình sẽ vừa luộc hủ tiếu, vừa luộc nui, vừa luộc bún. Ai muốn ăn cái gì thì ăn, mỗi thứ mình làm một ít. Đây là cà rốt. Cà rốt thì mình sẽ cắt kiểu nào cũng được, nhưng mà thì mình thích điệu đàng cho nó có hoa một chút á, hoa văn một chút. Đây thì sĩ soạn sẽ tỉa như thế này. Nó hơi nhỏ cho nên chỉ cắt vậy thôi. Sau đó thì sẽ cắt khoanh. Mình có thể làm tiếp. Mình thích cắt kiểu nào cũng được, tùy mình. Có thể mình lấy cái con dao mà sắn đó, mình sắn cũng được cho nó tạo kiểu thôi. Nói chung thì trong các món ăn thì mình nên tạo kiểu cho nó đẹp, cho nó bắt mắt. Này thì nó hơi nhỏ thì mình sẽ cắt, lấy dao tạo kiểu mình cắt. Kiểu này cũng vậy. Bây giờ mình sẽ luộc thêm một ít bún. Cái nồi nước súp mà sĩ soạn chuẩn bị này nó sắp sôi rồi nha. Ở đây sĩ soạn thấy có một cái lớp váng mỡ, sĩ soạn muốn hớt nó ra. Cả nhà thấy nước dùng của sĩ soạn nó trong không? Mình sẽ hớt luôn cái hành tây đồ này kia đó, mình vớt bỏ hết. Tại vì mình nấu nó cũng lâu rồi, nó sẽ ra hết cái nước ngọt rồi. Mình vớt hết ra luôn. Nồi nước dùng này nó nhìn nó rất là trong.
Để mà nước dùng nó trong á, thì cả nhà nhớ là mình phải rửa xương cho thật là sạch, rửa qua nước nóng á, rửa nhiều lần qua qua ra nước nóng, rồi có thêm một ít muối nè, rồi thêm một một ít giấm nữa đó, thì nó vừa sạch mà nó còn vừa không bị hôi nữa, nồi nước dùng nó rất là thơm đó. Rồi bây giờ là mình đã vớt hết cái hành tây ở trong đây rồi, những cái lát gừng mà mình để mình khử mùi cho nó thơm đó. Bây giờ mình sẽ cái xương xương này nó cũng đã mềm rồi, cho nên là cái nồi nước này nó đang chuẩn bị sôi, thì mình sẽ bỏ cà rốt vào đây luôn. Giờ thì mình sẽ bỏ cà rốt vào. Với nồi nước này thì xí soạn chỉ sử dụng cà rốt thôi nha cả nhà, tại vì không có mua được củ cải trắng á, đáng lẽ có củ cải trắng thì nó sẽ thơm ngọt hơn, nhưng mà không có mua được cho nên mình chỉ có ăn cà rốt thôi. Mình tìm thấy ở trong tủ lạnh có vài cái nấm đông cô nè mọi người, mình rửa sạch sau đó mình cắt ra và mình cũng sẽ bỏ vào nước dùng này luôn cho nó ngon nha. Nồi nước dùng bây giờ nó cũng đã sôi trở lại rồi, xí sợ sẽ nêm nha mọi người. Mình sẽ nêm vào đây nửa muỗng hạt nêm. Ở đây là tại cái nồi nước dùng này nó cũng khá là ngọt rồi đó, rồi mình hầm xương á, rồi luộc thịt nữa cho nên nó cũng khá là ngọt rồi, cho nên không cần phải cho nhiều. Cả nhà lưu ý là lúc đầu á, khi mà mình luộc thịt là mình đã cho vào đây nửa muỗng cà phê muối rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cho dặm một tí xíu nữa thôi nha, không có cho nhiều là nó mặn đó. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê đường. Nếu mà mọi người có cái đường phèn á, thì cho vô thì nó sẽ ngọt thanh ngon hơn nha. Nhưng xí sợ chưa có mua được cho nên là sẽ sử dụng đường cát bình thường. Bên đây thì xí sợ nó luộc tiếp một ít nui nữa, cũng với một cái nồi nước lèo đó, thì mình có thể ăn bún hoặc là ăn nui hoặc là ăn hủ tiếu đó, ai muốn ăn gì thì ăn. Xí sòn làm mỗi thứ một ít để cho nó phong phú đó, ăn cho nó đỡ ngán. Nồi nước lèo của xí sòn bây giờ là vừa ăn rồi nha mọi người, nó rất là ngọt luôn đó, nó ngọt từ xương đó, từ nước hầm đó, nó ngọt tự nhiên lắm, cho nên là khá là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho nó, rồi mình sẽ đậy nắp ở đây cho nó mềm thêm một chút là được rồi, chứ đừng có để mềm rục quá. Và mình sẽ chuẩn bị ăn thôi nha. Mình sẽ dọn ra mời mọi người ăn nè. Đây trong cái dĩa này mọi người thấy không? Vừa có nui nè, vừa có hủ tiếu và vừa có bún. Chúng ta thấy là với cái nồi nước súp sườn non này, xí soạn có thể thực hiện cho 3 món ăn. Và ai thích ăn gì thì ăn món đó. Nó rất là tiện lợi đúng không cả nhà? Giờ xí soạn sẽ múc một tô nui thôi nha cả nhà, làm mẫu thôi tại vì xí soạn ăn nui đó. Thì bây giờ xí soạn đã chuẩn bị hết rồi và bây giờ mình sẽ đổ nước dùng vào. Các bạn thấy không, nước dùng của mình nó thật là trong luôn và thiệt là thơm luôn cả nhà. Tô nui này rất là ngon luôn đó nha mọi người, có thêm một chút hành, một chút tiêu nữa cho màu sắc, tăng thêm màu sắc và mùi thơm cho cái tô nui này. Giờ thì xí soạn mời tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn để xí soạn phục vụ mọi người món ăn này nha mọi người. Ở đây xí soạn sẽ phục vụ 3 món ăn. Đó là hủ tiếu sườn non nấu nui hoặc là bún sườn non. Ai thích ăn món nào thì nhớ comment ở phía dưới nha, để cho xí soạn tiện phục vụ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến và ủng hộ xí soạn. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở video kỳ tới.